Ngứa thế nhỉ? Nếu mà bạn đang có tất cả những cái dấu hiệu mà mình vừa đưa ra ở trên thì xin chia buồn với bạn. Mèo nhà bạn đã có bọ chét rồi đấy. Nhưng mà cũng đừng lo lắng quá, bởi vì sau khi xem xong cái clip này thì các bạn sẽ tự tin là chính mình có thể diệt hết được cái bọn bọ chét đấy. Nhưng mà đầu tiên thì bọn mình phải làm gì nhỉ? Phải đi tìm mèo chứ còn gì nữa. Đi. Bọ chét trưởng thành có kích thước rất nhỏ, dài chỉ chưa đến 3 mm. Chúng là những côn trùng màu nâu đỏ, và mặc dù không có cánh nhưng chúng lại có thể nhảy rất là cao. Thấy chưa, eo ơi, nhảy nhanh lắm. Để kiểm tra, bạn có thể dùng tay như thế này. Và hiệu quả nhất vẫn là dùng lược để chải ve giận. Loại lược có thiết kế răng sát như thế này này. Ui ôi, nhìn đây, nhìn đây. Bạn quan sát da mèo để có thể tìm được bọ chét. Bọ chét phải cắn để hút máu, do đó vết cắn của chúng sẽ để lại nốt đỏ hoặc là rách ở trên da của mèo. Nhiều người lầm tưởng đây là trứng bọ chét, nhưng không phải, đây là chất thải hay còn gọi là phân của bọ chét. Chất thải của bọ chét sẽ có màu nâu đỏ, vì đó là máu đã được tiêu hóa, và đây cũng là một dấu hiệu khác cho thấy mèo của bạn đang có bọ chét đó. Nguồn lây bọ chét chủ yếu là lây chéo từ con này sang con khác. Mèo con thì có thể lây từ mẹ, còn mèo trưởng thành thì có thể lây từ một người bạn mới quen nào đó. Nói chung, mèo được đi chơi lang thang càng nhiều thì tỷ lệ mà có bọ chét sẽ càng cao hơn. Về cách điều trị thì với từng bạn mèo ở độ tuổi khác nhau, mức độ nặng nhẹ của bệnh khác nhau sẽ có các loại thuốc và liều lượng cũng sẽ khác nhau luôn. Mèo con này, mèo mang thai này, thậm chí mèo mang một ổ giận này cũng rất là khác nhau. Như Sâu và Nhem thì đã là mèo trưởng thành rồi và mới bị lây bọ chét, nên mình sẽ dùng thuốc nhỏ gáy để trị cho các bạn ấy tại nhà. Đầu tiên mình sẽ dùng lược để bắt bớt những con bọ chét trên người các bạn ý. Kinh quá.
Đây là loại thuốc nhỏ gáy. Một tuýp như thế này thì sẽ dùng cho một bạn luôn. Em đi ra đây. Xấu đi ra đây. Ôi thôi chết rồi, hỏng hết cả tôi rồi. Mình sẽ tách lông ở phần gáy của mèo ra làm hai, như kiểu là rẽ ngôi của đan trường ấy. Sau đó mình cho thuốc vào phần da gáy của các bạn ấy. Nếu mà nhà bạn chỉ nuôi một con mèo thôi thì sẽ không thành vấn đề gì cả, vì chúng sẽ không tự liếm được gáy của mình. Tuy nhiên, nếu các bạn nuôi nhiều đứa hơn thì nên đeo loa hoặc là che đi cái phần mà các bạn vừa nhỏ thuốc, bởi vì chúng có thể liếm chéo cho nhau, rất là không tốt cho sức khỏe. Thế là xong rồi. Sau khi nhỏ thuốc thì các bạn có thể duy trì bằng cách đeo vòng chống giận để ngăn ngừa giận quay trở lại. Bên cạnh thuốc nhỏ gáy còn rất nhiều các loại thuốc khác như thuốc tiêm, thuốc uống nữa. Nhưng nếu chưa thực sự hiểu biết về các loại thuốc đó thì các bạn nên hỏi ý kiến của thú y trước khi cho các bé dùng nhé. Bạn cũng nên giặt giũ, dọn dẹp vệ sinh nhà cửa cũng như là khu vực mèo đã nằm, đã đi qua để chắc chắn rằng mình không bỏ sót một con bọ chét nào. Mong là clip này sẽ giúp ích được cho những bạn nuôi mèo giống như mình. Và nếu các bạn thấy video này hay thì nhớ like để ủng hộ thêm cho mình nhé. Và các bạn muốn mình làm thêm về cái nội dung nào nữa thì hãy để lại comment ở dưới phần bình luận cho mình biết. Và mình sẽ cố gắng để làm những nội dung đó trong những video tiếp theo. Và một lần nữa cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại. Yeah 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 yeah. Em nghe đi. Yeah. Yeah 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 yeah.